Từ nãy giờ ngươi bày đủ trò hết. Ngươi có ý đồ gì? Nói ra đi. Bây giờ con không còn cách nào hết. Con biết mấy cậu không cho con gặp ba, trừ khi mấy cậu đạt được mục đích. Ủa? Sao anh biết hay vậy? Nín! Tìm ba với lại bảo vệ mọi người, hai cái đều quan trọng. Con không thể chọn một trong hai. Vậy thì bây giờ con sẽ mất cả hai, và mất luôn người cậu thật thà, tốt bụng như ta. Tiến sĩ Đơ, ông đã từ đứa cháu này rồi, thì ông hãy để tôi tiêu diệt nó, được không? Cái gương mặt xinh đẹp này mà biến thành cát chắc đẹp lắm ha. Cậu. Người không nhận ra ta hả? Thì ra đám người các ngươi từ nãy giờ diễn kịch cho bọn ta hả? Thì nãy giờ các ngươi cũng đang lừa gạt con bé đó thôi. Sao nó biết hay vậy? Nín! Gia đình nông dân sư phạm, ta nói cho các ngươi biết, ta không sợ các ngươi đâu. Ê, ta sợ. Nín! Gia đình nông dân siêu phàm, các ngươi 5 lần 7 lượt phải dỡ kế hoạch của ta, rồi bây giờ còn cướp đứa cháu gái yêu của ta, các ngươi sẽ phải trả giá. Color có đạn siêu vi khuẩn quét sạch bọn chúng. Hãy xem đây. Hay thật. Khiên của cháu gái ta dạo này mạnh dữ. Phải, con rất muốn bảo vệ mọi người, nên con hằng ngày có phải rèn luyện kỹ năng của mình. Rồi con bỏ người thân ruột thịt, con bỏ cậu ruột con, con đi bảo vệ người ngoài. Con làm vậy coi được hả Siêu Ly? Siêu Ly, con không cần phải đôi co với bọn họ, cứ để cho cô chú tiêu diệt bọn chúng. Đã vậy thì hôm nay ta sẽ cho gia đình các ngươi biết sức mạnh thật sự của bọn ác nhân này. Ha! Được! Ha! Tiến sĩ Đơ! Tiến sĩ Đơ! Đây là siêu phi thuyền! Ta nói cho các người biết, Tiến sĩ Đơ đã lên siêu phi thuyền, tung tuyệt chiêu cuối cùng. Trên siêu phi thuyền này có rất nhiều vũ khí hạng nặng, các người sẽ bị banh xác! Chuẩn bị tan biến đi! Đang run sợ chứ gì? Vậy thì cô lơ bụi con chần chờ gì nữa mà không mạnh dạn bỏ chạy thôi nào. Đứng lại đánh chết nó mấy đứa. Chạy nhanh nhanh lên. Ủa gì kỳ vậy? Đánh không lại đâu. Nhanh lên. Nhanh. Tại sao lại chạy? Chạy đi, đánh không lại đâu. Chớp chớp. Tâm Tuốt, sao rồi con? Dạ con mới biết được một thông tin. Siêu Lì, bạn bị sao vậy? Tôi không sao, chỉ là tôi thấy hơi đau trong ngực một xíu à, nhưng mà không sao đâu. Siêu Lì, thật ra họ ác nhân, họ không có một thông tin gì về ba của bạn hết. Là sao? Thật ra đó chỉ là một hình ảo do họ tạo ra trên máy tính để lừa bạn thôi. Cậu nói dối mình đúng không? Mình cho bạn xem cái này. Con hãy nghe lời cậu Đơ. Cậu Đơ đang chữa bệnh cho ba, rồi ba con mình sẽ sớm gặp nhau thôi. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tôi biết á, là bạn không muốn chấp nhận sự thật, nhưng sự thật là bọn họ chỉ đang lừa bạn thôi. Siêu Ly à, con yên tâm đi, chúng ta sẽ giúp con tìm lại gia đình của mình mà. Ba nói đúng á chị Siêu Ly, dù có như thế nào á thì chị vẫn như một người chị ruột của em mà.
Còn tôi thì là bạn thân của bạn. Siêu Lì à, chúng ta sẽ chăm sóc cho con. Con yên tâm nha. Câu chuyện chỉ do Dream bằng bài hát của tôi này. Chẳng ngại ngần ngừ